Bài kinh Đức Phật khuyên tỳ kheo chọn nơi tu hành. Đây là bài kinh Đức Phật khuyên cho những người đã học xong những con đường tu tập của đạo Phật nên chọn. Thay vì bài kinh này dành cho sau khi giáo án này được dạy xong, nhưng vì có trường hợp đã xảy ra khiến tâm của quý thầy bị dao động nên thầy phải nói trước để quý thầy chuẩn bị tinh thần. Lời Đức Phật nói như vậy. Này các thầy tỳ kheo sống tại một khu rừng nào để tu tập mà. Các niệm chưa được an trú lại không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh lại không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vực chưa được chứng đạt không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, bát, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được khó khăn. Nghĩa là chỗ đó tu hành tâm không được an ổn, không diệt trừ được các lậu hoặc mà đồ ăn khất thực, y áo sàng tòa kiếm khó khăn. Đức Phật khuyên, này các thầy tỳ kheo, các thầy cần suy nghĩ, ta sống tại khu rừng này đời sống khó khăn quá và sự tu hành không có kết quả, ta phải từ bỏ không được, ở lại ngay lúc ban ngày cũng như ban đêm, phải đi liền không để mất thời gian vô ích. Nghĩa là bất kỳ chỗ nào mình đang ở như tại chùa, khu rừng, am thất. Sau một vài ngày tâm không được an, các lậu hoặc không được đoạn trừ, các vật dụng cho tu sĩ khó khăn kiếm được thì phải rời đi, không nên ở lại dù đêm hay ngày. Này các thầy tỳ kheo sống tại một khu rừng nào để tu tập nếu các niệm chưa được an trú lại không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách vực chưa được chứng đạt không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà người xuất gia cần phải có được đầy đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, bát, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách rất dễ dàng. Vị tỳ kheo đó cần suy nghĩ. Không phải vì y phục, không phải vì đồ ăn khất thực, không phải vì sàn tọa, bát, không phải vì y dược trị bệnh, mà ta xuất gia từ bỏ gia đình sống không nhà cửa, nhưng trong khi ta ở tại đây mà, các niệm an trú chưa được an trú, các triền phược chưa được chấm dứt không được chấm dứt, vô thượng an ổn chưa được chứng đạt không được chứng đạt. Này các tỳ kheo, các thầy hãy từ bỏ nơi này, không được ở lại. Nghĩa là ở nơi đó có đủ các vật dụng cho người xuất gia nhưng cứ vài bữa bị động không tu được thì phải từ bỏ nơi đó. Hiện giờ chùa nào ăn uống đầy đủ, chùa to lớn, phòng ốc tiện nghi hiện đại thì quý thầy tập trung lại ở đông đảo. Những nơi đó Đức Phật khuyên chúng ta không nên ở, các lậu hoặc trói buộc tâm nhiều. Như vậy Đức Phật đã biết nơi nào tu được, nơi nào không tu được. Này các tỳ kheo sống tại một khu rừng nào để tu tập nếu các niệm chưa được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách vực chưa được chứng đạt và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà người xuất gia cần phải có được đầy đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, bát, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được rất khó khăn. Nghĩa là ở nơi đó tu hành tâm mình được như vậy mà các vật dụng cần thiết cho đời sống kiếm được rất khó khăn. Nay các tỳ kheo, các thầy cần phải suy nghĩ như sau. Những vật dụng này kiếm được một cách rất khó khăn, nhưng không phải vì y phục, không phải vì món ăn, không phải vì sàn tọa, y bát, không phải y dược trị bệnh, mà ta xuất gia từ bỏ gia đình sống không nhà cửa, nhưng trong khi ta ở tại đây mà, các niệm an trú chưa được an trú, các triền phược chưa được chấm dứt, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, này các tỳ kheo, các thầy nên ở lại nơi này, không được bỏ đi. Này các tỳ kheo sống tại một khu rừng nào để tu tập? Nếu các niệm chưa được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà người xuất gia cần phải có được đầy đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, bát, y dược trị bệnh, những vật dụng này kiếm được không khó khăn. Này các thầy tỳ kheo, các thầy cần suy nghĩ như sau, đây là chỗ lý tưởng tu hành, phải ở lại cho đến trọn đời, không được rời bỏ. Thầy nhắc thêm phần này nữa. Đặc tướng rất quan trọng khi tu tập, vì vậy khi chúng ta tu một mình, chúng ta không đủ kinh nghiệm để xét đặc tướng của chính mình, cho nên có một vị thầy có kinh nghiệm theo dõi đặc tướng và giúp mình tu tập thì rất dễ. Thầy nói tiếp bài kinh này trong phần nói về người thầy. Khi đã chọn được chỗ ở rồi thì chúng ta phải chọn vị thầy. Người đó phải có những kinh nghiệm của bản thân trong tu tập và người đó cũng có kinh nghiệm xét được đặc tướng của mọi con người mà tùy theo đó giúp cho người đệ tử đạt đến cứu cánh giải thoát theo đường lối của đạo Phật, bởi vì Đức Phật đã nhận thấy con người có những đặc tướng riêng cho nên không thể gom chung vào một pháp tu tập. Tuy rằng pháp thì chung nhưng phần thực hành phải tùy theo đặc tướng của từng người. Vì vậy mà Phật nói thiện xảo và khéo tác ý, nghĩa là phải tùy theo từng người chứ không phải ai cũng theo một câu tác ý, vì câu tác ý có hiệu quả với người này mà không có hiệu quả với người khác. Cũng như tên đó gọi cho tâm của người này thì có hiệu quả mà gọi cho tâm của người kia thì không hiệu quả. Vì sự sai khác này mà không thể câu tác ý, câu trạch pháp đặt thành một công thức cố định mà phải thay đổi ngắn dài. Chư tỳ kheo sống gần một người nào, nghĩa là khi tới chỗ nào để tu tập là phải tìm ở đó có vị thầy cho mình theo vị đó tu tập chứ không phải mình muốn tu theo mình. Tỳ kheo sống gần người ấy. Các niệm chưa được an trú không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì đồ ăn khất thực mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì sàng tọa mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt. Chư tỳ kheo ấy, chỉ với ước tính này, cần phải bỏ người ấy mà đi, không có xin phép, không có theo sát. Chư tỳ kheo, ở đây, tỳ kheo sống gần một người nào. Tỳ kheo sống gần người ấy. Các niệm chưa được an trú được an trú. Tâm không định tĩnh được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị người bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú được an trú. Tâm chưa được định tĩnh được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ. Và vô thượng an ổn, khỏi ách phược chưa được thành đạt được thành đạt. và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo ấy phải chọn đời theo sát người này, không được bỏ đi. Chư tỳ kheo, ở đây, tỳ kheo sống gần một người nào? Tỳ kheo sống gần người ấy. Các niệm chưa được an trú, tâm không định tỉnh được định tỉnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị người bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, tâm chưa được định tỉnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, và vô thượng an ổn, khỏi ách phược chưa được thành đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng. Chư tỳ kheo ấy phải chọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. Trưởng lão Thích Thông Lạc.